Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đến khu vực của giáp ranh quận Gò Vấp và thành phố Thủ Đức để xem giá thuê nhà ở đây như thế nào nha. Khi mà từ khu vực giáp hai thành phố sang phía bên này thì đúng là không có gì khác biệt các bạn ạ. Vẫn là quận Bình Thạnh, đông đúc, tấp nập và nhiều hàng quán ăn vặt ngon lành dọc đường. Với vị trí ở khu vực giáp ranh với quận đông thứ hai thành phố cũng như là đi về phía thành phố Thủ Đức, vậy thì khu vực này có giá thuê nhà ra sao? Khu vực quận Bình Thạnh giáp với quận Gò Vấp và Thủ Đức bao gồm các phường 5, 7, 11, 12, 13, 24 và 26. Tại đây thì bạn có thể đi đến sân bay Tân Sơn Nhất thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng, đến cầu Bình Lợi hay Bình Triệu để về quận Thủ Đức, đi dọc đường Phan Văn Trị để đến siêu thị E-Mart. Tiện ích khu này thì cũng đầy đủ, đông đúc như giải đất giáp quận 1 nhưng có ít tòa nhà văn phòng và không có trung tâm thương mại lớn. Ngoài trừ đại lộ Phạm Văn Đồng, đường ở đây thường nhỏ dù toàn là những đường liên quận. Đây cũng là điểm hạn chế của khu vực khi tình trạng kẹt xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào quanh các đường này. Hơn nữa, đoạn Nguyễn Xí và U Văn Khiêm cũng đôi lúc có ngập khi mưa lớn. Chung cư tại khu vực này nằm dọc đường Nguyễn Xí, tiện ích cơ bản. Với phòng trọ và căn hộ dịch vụ thì phổ biến ở mức giá 3,5 đến 7 triệu đồng một tháng, tập trung quanh các đường Phan Văn Trị, Nguyễn Xí, Nơ Trăng Long, Hoàng Hoa Thám v.v. Các căn từ 3 triệu một tháng trở xuống thường không có nội thất và không trang trí. Cũng có cả loại hình ký túc xá cho sinh viên giá khoảng 1,5 triệu đồng một tháng một người nữa. Khu vực này có nhiều nhà riêng cho thuê để ở hơn, tầm giá từ 8 cho đến 15 triệu đồng. Có những căn 2 đến 3 phòng ngủ. Các căn lớn hơn thì từ 18 đến 20 triệu đồng một tháng, có khoảng 4 tới 5 phòng ngủ, phù hợp cho gia đình đông người hoặc nhóm bạn ở ghép. Bất động sản.com.vn đánh giá khu vực này phù hợp cho những sinh viên của trường đại học Văn Lang, người lao động và nhân viên văn phòng quanh khu vực Nguyễn Xí, U Văn Khiêm, bến xe miền Đông. Cũng như một nét văn hóa đặc trưng của quận Bình Thạnh, nếu như bạn biết một chặt hẻm, đặc biệt là quanh khu vực Chu Văn An thì bạn sẽ đỡ stress hơn nhiều đó nha. Đùa thôi, chứ mình thấy ở khu vực này cái gì cũng vừa đủ, tiện ích vừa đủ, giá cả thuê nhà cũng không quá cao. Đặc biệt với những ai hay đi lại trong quận có thể đi qua nhiều tuyến đường lớn hay là đi về phía trung tâm thành phố và Thủ Đức.